Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Em thấy ngực anh trước ngực á, là thấy nó, người cũng thở nó mệt á. Và sau bên sau lưng á thì cảm thấy là có một cái gì nó đè nặng á. Cổ tay, đúng rồi, khóa cổ tay. Rồi sau đó thì sẽ vuốt suốt từ cổ tay, vuốt bên phía bên mặt trong của cánh tay rồi vuốt lên trên, vuốt đều lên trên. Sau đó người bệnh sẽ hít thở sâu vài hơi, hít sâu vào đi em. Hít sâu thở sâu để làm gì? Để khi mà chúng ta đưa máu về qua phổi ấy, thì lúc này oxy nó vào nhiều và nó sẽ trao đổi nhanh thì chúng ta sẽ nghe nó dễ thở. Bài này còn chữa đờm, những cái chứng mà đờm dính ở cổ á, vướng vướng cái người mà cứ khẹt khẹt đờm quanh năm ấy, mà khạc nó không ra mà nuốt nó không vô á, cứ đằng hắng ngoài khó chịu á, thì chúng ta làm bài này là chữa luôn được cái chứng đờm đó, nhất là những người lớn tuổi sáng dậy hay kèm kẹt. Bây giờ chuyển tay cũng làm y chang, cũng khóa cổ tay. Rồi đúng rồi, vuốt lên thế, đúng rồi, chính xác rồi đó, đúng rồi, cứ làm mạnh, đúng rồi, mạnh nó giúp cho đất luôn đấy. Bắt đầu bật cơ nhị đầu, chúng ta đi tìm bằng được cái cơ nhị đầu, sau đó chúng ta đặt ngón tay vào, rồi đặt ngón tay vào và lách nhẹ tay qua cái sợi gân ở cơ nhị đầu á, và cái thế gọi là bật chuột, làm 3 cái nhân 3 lần, 3 lần, 1 lần, 3 cái nhân 3 lần, chết kết lắm, đau đau lắm luôn á. Dạ, thảo. À, em là thảo. Sao? Bên, con thấy nghiệm người thảo luôn á. Không gì. Hả? Coi như là mình thở nó khó lắm, nó không khó như ngày xưa nữa, mà nó dễ chứ nó mình thở nó thoải mái thôi. Thoải mái một bên. Một bên nữa. Mới có làm một bên mà. Mới làm bên mà không vậy, hai bên thôi. Ôi, con. Đau quá, cái chịu không nổi. Đau rồi. Thấy chưa, lạnh như thế mà mồ hôi ra luôn nè. Tại nó đau. Nhưng mà nó thông thật. Dạ, thông thật luôn mà. Người con nó nhẹ luôn á. Nghe nó thông luôn á. Tức là mới làm có một bên mà đã thông rồi đó. Ok, bây giờ em biết kỹ thuật rồi bên. Cô bấm là khác rồi. Cô bấm là trong cút luôn rồi, nó giật luôn mẹ. Cô bấm là khác mọi người luôn á. Tất nhiên rồi. Vậy mới đi học. Chúng ta đã là cô là... Em ơi, bây giờ biết kỹ thuật nhá. Ai người ta bị xuyễn này, người ta bị đờm á, em về em có thể giúp cho người ta được rồi đó. Nhưng mà có thấy nó đơn giản không? Có khai thông rồi. Quá đơn giản đấy. Cô ơi, bài chữa xuyễn với lại làm chữa tức ngực khó thở, em về nhà em có thể tự làm cho mình. Em dùng cái khóa cổ tay á, em khóa lại rồi em tự em hút lên, cứ hút em hít thở lên nhé. Và nếu mà bao giờ mà bị khó thở mình làm như vậy, ok chưa? Còn bây giờ là thông hẳn chưa? Thông rồi, em cảm thấy nên là em cảm thấy là thông rồi cô, thông cứ như là mình khỏe luôn rồi, mình không có bị kém, có cảm giác là mình không bị lạnh nữa rồi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.